để hạn chế sự cố không mong muốn cũng như những rủi ro không đáng có, chủ xe cần lưu ý một số điều sau. Bạn xem video này thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh, mình sẽ chia sẻ ngay điều này. Mùa hè tại Việt Nam thời tiết rất nắng nóng và khắc nghiệt, nhiệt độ ngoài trời tăng cao gây ảnh hưởng rất nhiều tới những chiếc xe hơi. Các chi tiết trên xe, hệ thống làm mát, điều hòa, vì vậy chúng ta cần đặc biệt lưu ý tới việc chăm sóc xe hơn. Theo một số nghiên cứu đã cho thấy nếu nhiệt độ ở ngoài trời ở khoảng 35 độ C thì khoảng 20 phút nhiệt độ tương ứng trong cabin xe ô tô có thể lên đến 50 độ C khi không bật điều hòa. Sau 40 phút nhiệt độ cabin có thể đạt tới 60 đến 70 độ C. Điều này có thể vô tình trở thành tác nhân gây hại. Để hạn chế những sự cố như vậy thì chúng ta cần có những lưu ý sau đây. 1. Nên tìm chỗ có bóng râm, mái che để đỗ xe. Khi bạn đỗ xe ngoài trời nắng trong thời gian dài và liên tục thì xe gây ảnh hưởng rất nhiều tới nước sơn của xe. Không chỉ vậy, ánh nắng còn làm tăng nhiệt độ trong xe, gây ảnh hưởng giảm độ bền các chi tiết bằng nhựa và da khiến nó nhanh hỏng. Những ngày hè nếu phải đỗ xe quá lâu, bạn nên tìm chỗ bóng cây hay mái che để hạn chế ánh nắng trực tiếp lên xe. Vì vậy, nếu thường xuyên đỗ xe dưới trời nắng thì bạn nên chọn những chỗ nào có bóng cây, râm mát hoặc mái che. 2. Tránh bị sốc nhiệt. Thời tiết mùa hè thường rất cao, khi đó nhiệt độ trong ô tô nếu để ở dưới trời nắng sẽ còn cao hơn rất nhiều. Theo tính toán, nếu nhiệt độ ngoài trời khoảng 35 đến 40 độ C thì nhiệt độ trong ô tô dưới trời nắng có thể lên tới 70 độ C hoặc hơn. Vì vậy, nếu chiếc xe của bạn đỗ dưới trời nắng quá lâu thì bạn không nên ngồi vào xe ngay khi mở cửa vì nó có thể gây sốc nhiệt, chóng mặt, ảnh hưởng đến sức khỏe, thậm chí đập nhanh, ngất xỉu hoặc đột quỵ. Đặc biệt những người có tiền sử về huyết áp cao thì càng nguy hiểm hơn nữa. 3. Không để các vật dụng dễ cháy nổ trong xe. Vậy thì vật dụng nào là vật dụng mà dễ cháy nổ? Với thời tiết nắng nóng thì bình ga, bình xịt giảm đau, nước hoa, bật lửa, sạc dự phòng, đồ điện tử có pin và một số loại hóa chất chứa khí ga khác là những vật dễ cháy hoặc rất nổ khi nhiệt độ tăng cao. Vì vậy, trong trường hợp đỗ xe dưới cái nắng mùa hè, bạn hãy bỏ những cái đồ vật này ra ngoài để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. 4. Không để thức ăn, thuốc trên xe. Một số chủ xe có thói quen mang thực phẩm lên xe ô tô, tuy nhiên thời tiết nắng nóng nhiều loại thực phẩm dễ hư hỏng, ôi thiêu hoặc thậm chí là biến chất chỉ sau một thời gian ngắn để trong xe. Điều này vô tình sẽ khiến chiếc xe của bạn bị ám mùi, do đó các chủ xe cần hạn chế điều này. 5. Kiểm tra dàn điều hòa. Nếu bạn không muốn chịu cảnh nóng bức do điều hòa bị hỏng thì hãy đi kiểm tra bảo dưỡng hệ thống này trước khi mùa hè tới. Vì sau một thời gian dài sử dụng hệ thống điều hòa dễ bị ảnh hưởng làm mát kém do bị bẩn hay sụt ga do khỉ khí ga. Vì vậy bạn nên cho đi kiểm tra và vệ sinh thay thế lọc gió điều hòa, kiểm tra hệ thống làm lạnh, vệ sinh bề mặt ngoài két nước và dàn nóng. 6. Kiểm tra hệ thống làm mát động cơ. Trước khi mùa hè tới, bạn hãy nên đến gara để kiểm tra nước làm mát, đường ống dẫn, két nước, các chi tiết làm bằng cao su. Nếu phát hiện tình trạng rạn nứt thì cần khắc phục và thay thế. Bởi vì nhiệt độ cao thì nhiệt độ máy cũng sẽ tăng theo và nước làm mát có thể hao hụt nhanh hơn. 7. Kiểm tra lốp xe. Lốp xe là một trong những cái vô cùng quan trọng, là bộ phận chú ý khi đi vào hè. Lốp xe là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với mặt đường nên khi nhiệt độ cao cũng ảnh hưởng tới khá nhiều tới lốp. Đồng thời lốp xe được làm từ cao su nên việc đỗ xe dưới trời nắng nóng liên tục sẽ ảnh hưởng tới độ bền nên lốp nhanh bị oxy hóa. Vì vậy bạn cần phải kiểm tra và áp suất lốp thường xuyên. 8. Kiểm tra ắc quy. Trong những ngày nắng nóng, dung dịch trong ắc quy dễ giảm để bốc hơi. Vì vậy bạn phải thường xuyên kiểm tra ắc quy, bổ sung dung dịch kịp thời, tránh những hư hỏng không đáng có. 9. Là điều cuối cùng lưu ý, giảm thiểu các tác hại trực tiếp của ánh nắng. Bạn cũng có thể giảm thiểu hư hại các thiết bị hay nhiệt độ trong xe vào mùa nắng nóng bằng một số cách đơn giản như dán phim cách nhiệt, các tấm che chắn được bán sẵn, đỗ xe dưới bóng râm hay phủ phản chống nóng. Đó là 9 điều cần lưu ý.